Nô tài đã thấy được hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương cát tường. Chuyện của mộ dân cuối cùng đã tỏ tường chân tướng. Hèn gì mũi mũi thâm tâm thư thái đi tản bộ như vậy. Ở đây âm khí nặng nề, bổn cung và muội đều không nên ở lâu. Ở đây trời thanh gió mát, mỹ cảnh như hoa. Muội muốn ở lại hoài niệm cố nhân. Nếu tỷ tỷ trong lòng có chuyện thì muội không dám làm phiền, xin từ biệt ở đây. Muội muội vừa rồi hình như lời nói có ý bóng gió xa xôi. Y Lan lời nói vụng về, không biết ẩn ý, không được như tỷ tỷ băng tuyết thông minh, tỉnh táo khôn khéo. Muội muội tâm tư tinh tế, không cần khiêm nhường như vậy. Có điều trong hậu cung tối kỵ là khoe khoang, nếu không muốn rước họa vào thân. Tỷ tỷ nhắc nhở rất đúng. Y Lan lần này tránh được họa là nhờ có hoàng thượng anh minh điều tra tường tận, trả lại sự trong sạch cho muội. Tỷ tỷ thấy có đúng không? Người viết bức thư này là a mã của mộ dân. Sau khi họ viết xong lá thư này thì treo cổ tự vẫn. Ba người nhà họ tại sao lại chết, tin là trong lòng hai vị cũng đã đoán ra được. Có biết tại sao bổn cung lại chuẩn bị cho hai vị hai đĩa đồng tâm sinh kết phù? Món đồng tâm sinh kết phù này vốn dĩ là từng dây thịt sống được phơi khô, nhưng phải đem kết lại thành sợi với nhau thì mới nấu nướng bày lên đĩa được. Nhưng nếu như kết lại không được, dây thịt sẽ rời nhau ra thì không thể làm nên một món ăn ngon đặc biệt như vậy được. Hoàng thượng luôn một lòng nghĩ cho lão Bách Tính, cho Đại Thanh, nhưng muốn thi hành đức chính thì phải dựa vào sự đồng tâm ủng hộ của chúng đại thần các ông. Toàn phi nương nương, người muốn chúng tôi ủng hộ hoàng thượng thi hành chính sách miễn thuế à? Toàn phi nương nương, xem ra người muốn lo tới chính sách của triều đình rồi. Đương nhiên không phải rồi Ô Trung Đường. Ta chỉ tin là bức thư này lọt vào trong tay của ta là Miên Di muốn nói cho ta biết. Chàng không muốn nhìn thấy lão Bích Tính chịu nỗi khổ như vậy nữa. Thật ra hoàng thượng cũng suy nghĩ như vậy. Không lẽ hai vị là nhẫn tâm nhìn thấy càng nhiều người giống như gia đình của một dân sao? Y Lan, lần này đúng là nàng đã giúp được trẫm một chuyện lớn rồi đó. Ý của hoàng thượng là hai vị đại thần Khánh Thương Dương và Ô Tô An Cát vì nghe lời khuyên của nàng đã thay đổi cách nghĩ, ủng hộ phương án giảm thuế của trẫm rồi. Hôm nay trẫm quả thật là rất vui mừng. Thật ra nói cho cùng đều là vì chuyện của nô tài mới làm cho hai vị đại thần là Khánh Thương Dương và Ô Tô An Cát tỏ ra nặng nhẹ với hoàng thượng. Đều là nô tài không tốt. Trước đây nàng đã chịu nhiều oan ức, trẫm đã tay giúp nàng. Bây giờ tới trẫm gặp khó khăn, nàng lại ra tay giúp trẫm. Đây gọi là phu thê đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, trong hoàng nạn gặp chân tình. Nàng xem qua tường di nở đẹp biết bao. Tuy là nàng tránh né trẫm, nhưng mà trẫm vẫn muốn học nàng cách trồng qua tường di. Trẫm biết tường di có gai là vì muốn tự bảo vệ mình, cho nên trẫm lại càng muốn học cách trồng loài hoa này. Trẫm không chỉ muốn làm một người yêu hoa, mà muốn là một người biết tiếc hoa nữa. Nếu hoàng thượng vẫn còn muốn học, nô tài đâu dám bất kính. Thật sao? Ai da nghe nói ngươi khiến hai vị quân cơ đại thần là Khánh Hy Thân Dương và Ô Tô An Cát thay đổi ý định, ủng hộ chính sách giảm thuế của hoàng thượng. Chuyện này có không vậy? Bẩm hoàng thái hậu, nô tài chỉ giúp chút sức mọn, hy vọng có thể chia sẻ cùng hoàng thượng. Không biết ngươi đã dùng cách gì mà thuyết phục được hai vị quân cơ đại thần vậy? Hồi hoàng thái hậu,
Nô tài vô tình có được một bức thư do a mã của một dân gửi cho muội ấy. Nô tài cảm thấy bức thư đó có thể giúp mấy vị đại thần hiểu được dân sinh, nên mới đưa cho hai vị đại thần đó quá mục, hy vọng lay động được lòng họ. Cách này của người có thể xem là biệt xuất tâm tài. Chỉ dựa vào một bức gia thư đã giúp hoàng thượng giải quyết được mối phiền to lớn như vậy. Xem ra bổn cung đúng là nên học hỏi muội nhiều đó. Thật là chẳng có ai ra gì. Ngươi không biết là trước nay phi tần của hậu cung đều không được can dự vào việc triều chính hay sao? Ngươi làm như vậy rõ ràng là không biết chừng mực, không giữ bổn phận. Hoàng thái hậu, nô tài biết sai, sao để không dám tái phạm? Biết rồi thì tốt, lui ra đi. Nô tài cáo lui. A già nghe nói con từng tới tẩm cung của mộ dân phải không? Con... Dạ hoàng thái hậu, có điều con chỉ muốn... Muốn tìm cái này có phải không? Chiếc nhẫn này... Chiếc nhẫn này không phải do mộ dân lấy cắp, chỉ là trước đây con không cẩn thận làm rớt ở Thọ Khang cung của ta, bị trân châu giặt được. Ai gia quên đưa lại cho con mà thôi. Tạ hoàng thái hậu. Thật ra chiếc nhẫn này là nhẫn hồi môn của con. Nếu chiếc nhẫn này quan trọng tới như vậy thì phải cất giữ cho thật cẩn thận đó. Nếu như để rơi vào tay của người ngoài thì hậu quả sẽ khó lường lắm đó. Con biết rồi hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu đã biết là chủ tử đã đi tới thập cung của một dân, cũng biết là chủ tử đã làm mất một chiếc nhẫn. Nô tài nghĩ chắc chắn là toàn phi đã nói lại cho hoàng thái hậu biết. Nếu chiếc nhẫn này quan trọng tới như vậy thì phải cất giữ cho thật cẩn thận đó. Nếu như để nó rơi vào tay người ngoài thì hậu quả sẽ khó lường lắm đó. Nô tài khấu kiến Thủy Thân Chương. Điện lễ hoàng hậu nương nương. Yến Nhi, ngươi hồi cung trước đi. Nô tài cáo lui. Thật không ngờ được hoàng hậu vẫn còn giữ chiếc nhẫn mà ta tặng cho ngươi. Chiếc nhẫn này ta làm mất từ lâu, không biết tại sao lại bị hoàng thái hậu lượm được. Vậy sao? Vậy hoàng thái hậu có hỏi hoàng hậu làm sao có được chiếc nhẫn này không? Một chiếc nhẫn bình thường, tại sao hoàng thái hậu phải hỏi tới chứ? Vậy mà ta tưởng hoàng thái hậu sẽ nhận ra chiếc nhẫn này. Ngươi nói hoàng thái hậu nhận ra chiếc nhẫn này sao? Không lẽ chiếc nhẫn này... Chiếc nhẫn này là khi bổn vương còn nhỏ được hoàng thái hậu ban cho. Có phải hoàng hậu nghĩ ta sẽ nói vậy không? Ngươi lại đùa giỡn với ta. Đã nói là hoàng hậu thích suy nghĩ lung tung mà. Tóm lại là hoàng thái hậu có biết chuyện chuyện của chúng ta trước đây không? Ngươi nghĩ sao? Ta biết thì đâu cần phải hỏi ngươi. Hoàng hậu nương nương, ngươi có nhầm không? Trước đây chúng ta đã có gì à? Ngươi... Nếu ngươi không muốn để hoàng thái hậu biết thì chiếc nhẫn này sau này phải cất giữ cẩn thận, đừng có bất cẩn để mất nữa.